con cũng ngựa non hâu đá nên là cứ đi chân đất thôi. Hai hôm nó đau nó sốt lên thế nào thôi thì là muốn đi đường dài thì con phải đi thêm dép à. Xong rồi con sẽ rèn luyện dần ạ. Nhưng mà đến hôm nay thì sư thích tự do cảm thấy như thế nào rồi? Dạ tối hôm qua thì con có ngủ được một giấc thế nào hôm nay đến người nó khỏe hẳn lên chứ còn không ngủ được thì nó cũng mệt lắm. Nhưng mà có cho em hỏi nó chứ, ý là tại sao mà mọi người lại có cứ gọi là sư thích tự do cái tên đấy, tại đấy mọi người cứ hỏi vậy, đúng không? Sao lại tên là thích tự do thì và nhiều người hâm mộ lắm ạ. Dạ vâng thưa các thầy, là con lấy tên là tự do vì con muốn giải thoát khỏi sự trói buộc của tham lam, của nóng giận, vâng, của ngu si, của ngạo mạn, của sợ hãi thì là con sẽ được tự do ạ. Nên là mới lấy cái tên là thích tự do đấy. Một cái tên thôi mà nói lên rất là nhiều điều. Nhìn sư thích tự do là nhìn rất là hiền hòa, lúc nào cũng cười. Lúc nãy thật sự là lúc thấy sư đi rất là mệt đúng không? Lúc đấy là em có đứng ở bên trong em thấy sư đi không nổi nữa rồi, nhưng bảo chưa rồi sư thích tự do sao mà hôm nay mệt nữa, bởi vì là ai cũng không ai tài giỏi gì đâu, làm sao mà đi mà tài giỏi được đúng không? Phải dần dần mới quen, nên là nhìn cũng thấy tội. Lúc đấy mình định quay nhưng mà thôi không quay nữa, để hôm nay đi kiếm này. Từ nãy giờ em đi kiếm sư từ nãy giờ để hỏi á. Thì con cũng chia sẻ là lúc mà con cứ cười mạnh là lúc ấy con chân con nó đau nhói lắm. Đau nhói lắm thì con buộc phải cười để cho nó quên cái đau đi. Nhưng mà hỏi thật sự là cái lúc đau có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ dừng lại không? Dạ con không ạ. Vâng, con tại ngay từ ban đầu là con phát nguyện là chết là thôi. Có lại đi theo với thầy Minh Tuệ trong con đường tu hành thì cái sư có thể chia sẻ một chút về cái bữa mà nói với sư thầy Minh Tuệ để mình được đi theo á, thì sư có thể chia sẻ một chút được không? Dạ, bữa con vào con xin thầy thì thầy cũng nói với con như mọi người là nếu đi cùng thầy thì phải phát tâm nguyện là trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và cần có y, có bát, có lực cơm điện là cứ nhập vào trong đoàn chứ thầy không mời. Và thầy cũng không xua đuổi. Nghĩa là ai thích thì đi theo thầy mà phải tự lo. Nhưng mà từ hôm mà sư thích tự do mà được đi cùng với thầy Minh Tuệ thì thứ nhất là về tâm và cảm giác thì sư cảm thấy như thế nào? Dạ về tâm con thấy mình thanh thản, mình nhẹ nhàng hơn. Mình có cảm thấy vui. Dạ vâng, cảm thấy hạnh phúc, vui ạ. Còn về cảm giác thì đau thôi, nhưng mà hết cái đau ấy thì mình lại thấy vui, thấy hạnh phúc, thanh thản. Thì mỗi lần mình đi trên đường mình cảm thấy mình đau, mình mệt. Ý là bây giờ sư thích tự do đã tập quen với cái vấn đề là như là các sư khác ấy. Ví dụ như là mình sẽ tập này, ăn một bữa này, rồi là ngủ thì tập ngủ ngồi này. Rồi những cái đó thì sư thích tự do có hướng tới không? Dạ, con ăn một bữa thì con sẽ hướng tới, nhưng ngủ ngồi thì con chưa ngủ từ ngồi. Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì là em cũng hỏi rất nhiều người thì người ta nói là chưa có ai mà ngủ ngồi mà ngủ bằng tâm. Còn nhiều người ngủ ngồi nhưng lúc sau là đổ, là ngã. Bởi vì là không thể tịnh tâm được như thầy Minh Tuệ để có thể đạt đến một cảnh giới cao, đúng không? Hôm qua thì con có nghe các thầy ở đây chia sẻ là có một vị Phật tử đêm đến vào lễ thầy, thế nhìn thầy ngủ và thế là vị ấy khóc luôn. Và vừa lễ vừa khóc, nghĩa là thầy ngủ nhìn nó xúc động lắm. Bởi vì là thực ra nếu mà nói như nhiều người bảo là người ta am hiểu về Phật Pháp ấy, người ta nói là ngủ như không ngủ, đúng không? Ngủ bằng tâm, còn thân xác là họ thả lỏng ấy. Thì cái điều đạt đến cảnh giới như vậy thì chắc chắn rằng là sẽ khó ai mà có thể cảm nhận mà diễn tả được những cái điều đấy, đúng không? Nhưng mà sư thích tự do cho em hỏi nữa là cái hướng tới của mình ấy, mình sẽ đặt ra được cái mà mình sẽ làm được ấy, là giống như cái mục tiêu ấy, thì sư có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ phải cố gắng để được như thầy Minh Tuệ không? Dạ con xin chia sẻ với thầy là nếu như mà để được như sư phụ thì con không hướng tới được. Và con chỉ hướng tới sao mình thoát khỏi sự trói buộc của những cái tham lam. Một câu trả lời quá là tuyệt vời của sư thích tự do. Như thầy thì con không dám. Tất nhiên là trên con đường tu học thì con sẽ thử, tại vì mình cũng dám làm. Chào thầy nhá. Dạ vâng, con chào thầy. Dạ vâng. Để xem cái năng lượng, xong rồi mình nương tựa vào các thầy ở đây thì con hy vọng là mình sẽ phát triển, sẽ hạnh phúc hơn.
cố gắng nhé, cố gắng nhé, bởi vì là thấy hôm nay mà được phỏng vấn sư có thể là mấy phút thôi, nhưng mà thầy cũng nghỉ ngơi nhé. Và cũng cảm ơn sự tự do, mỗi những cái sự quan tâm của khán giả của mọi người á hướng tới sư, thì mọi em cũng muốn làm sao mà mỗi lần cái hành trình đi á thì sẽ thấy được cái sự thay đổi của sư, để cho mọi người sẽ thấy vui. Bởi vì mọi người cứ hỏi là hôm nay Hoàng Sáu đi tìm sự tự do đi, để hỏi xem là sự tự do có đi được không, thấy đau lắm rồi đấy, nên là hôm nay cũng muốn chia sẻ như vậy. Thì cảm ơn sự tự do rất nhiều nhé. Cảm ơn thầy ạ. Cố gắng nha. Mọi người, tất cả mọi người đều hướng đến tự do anh em. Tôi còn hỏi là theo thầy là ngủ ngồi á, thì theo thầy tập bao lâu mới ngủ ngồi được thầy? Dạ con chưa ngủ được thì con cũng không biết là bao lâu, nhưng nếu theo sự hiểu biết của con thì nó còn tùy vào kiểu như năng khiếu, như thầy của con là bẩm sinh à. Chứ đôi khi có những người cả luyện bao nhiêu năm cũng không, cả đời cũng không bao giờ ngủ ngồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thầy là tự do đã thử ngủ ngồi chưa? Dạ. Con bây giờ ngồi thiền còn chưa vững, chưa được. Có nghĩa là có các vị ở trong các thầy trong đây là có thể ngồi được 2-3 tiếng rồi. Minh tạng rồi, minh trí hả? Vâng, minh trí ngồi được tầm 3 tiếng rồi. Nhưng mà như con thì chỉ trong vòng 1 tiếng thôi. Thì con đang hướng tới làm được như các thầy sư huynh trước. Sau đó thì là ngủ ngồi con nghĩ là nó là như kiểu như trên thế giới này con thấy rằng là hiện tại thì con thấy mỗi thầy là ngủ được ngồi. Dạ vâng. A Di Đà Phật. Thầy minh tạng cũng tập rồi, minh trí cũng khó rồi thầy. Dạ. Không làm phiền thầy đâu. Cảm ơn thầy nhé. Thầy nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn thầy. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc ạ. Dạ. Cảm ơn thầy.